Đàm Vĩnh Hưng đưa con trai đi ăn cùng vợ cũ bên Mỹ, hành động tinh tế của đối phương gây chú ý. Dù đăng ảnh chồng cũ nhưng bầu show liên phạm lại không góp mặt trong khung cảnh. Mới đây, vợ cũ của Đàm Vĩnh Hưng đăng ảnh hội ngộ cùng Đàm Vĩnh Hưng và bé Polo Huỳnh ở Mỹ. Dù thoải mái đăng ảnh cha con Đàm Vĩnh Hưng nhưng bầu show liên phạm lại không chia sẻ bất kỳ hình ảnh nào của mình cùng cả hai. Tuy nhiên, ai nấy đều hiểu cho vợ cũ Đàm Vĩnh Hưng rất quý mến bé Polo. Trước đó, khi Đàm Vĩnh Hưng công khai con trai duy nhất của mình, bà cũng liên tục đăng đến 3 status thể hiện sự vui mừng phấn khởi kèm hình ảnh của mình chụp cùng với hai cha con nam ca sĩ. Chúc mừng cha con Đàm Vĩnh Hưng, Polo đẹp trai quá và yêu cháu quá. Thế rồi Polo đã được công khai với thế giới rồi, vui quá. Hay hai cha con Đàm Vĩnh Hưng thật sự quá yêu. Chúc mừng em Đàm Vĩnh Hưng và cháu Polo đã được công khai công chúng thế giới này. Bên cạnh đó, bầu show Liên Phạm cũng gửi lời chúc mừng sinh nhật đến chồng cũ. Happy birthday Hưng, chúc mừng Polo, cháu bác Liên Phạm. Yêu quá đi, muốn xỉu nè, lớp. Đàm Vĩnh Hưng là sao hạng A đình đám của showbiz Việt. Anh chưa từng công bố danh tính vợ chính thức hay yêu người giấu kín. Trên mặt báo, ông Hoàng Nhạc Việt nhiều lần úp mở rằng mình từng kết hôn và ly hôn nhiều lần. Đến tháng 10 năm 2021, thông tin Đàm Vĩnh Hưng đã ly hôn vợ tại Mỹ khiến dư luận ngỡ ngàng. Cụ thể, bầu show Liên Phạm nộp đơn ly hôn Đàm Vĩnh Hưng lên tòa án quận Cam. Vào tháng 8 năm 2021, theo nội dung trong đơn ly hôn, cả hai kết hôn vào ngày 13 tháng 6 năm 2004, ly thân vào ngày 22 tháng 2 năm 2018. Giữa nam ca sĩ và vợ cũ không có con chung và không phân chia tài sản. Như vậy, sau 17 năm gắn bó bí mật, Mr. Đàm và vợ cũ bầu show đã đường ai nấy đi. Bầu show Liên Phạm sinh năm 1954, Hưng Đàm Vĩnh Hưng 17 tuổi. Bà được biết đến là bầu show nổi tiếng tại Mỹ, có mối quan hệ thân thiết với nam ca sĩ hải ngoại và tại Việt Nam.